Tử vi tuổi Mùi tháng 1 âm lịch năm 2021. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, theo quan niệm của tử vi học, số mệnh của con người vào thời điểm được sao tốt soi chiếu, tự nhiên may mắn sẽ xuất hiện. Mỗi một vì sao tốt lại mang đến những vận mệnh khác nhau của mỗi người. Và đây cũng là một yếu tố thúc đẩy hoặc cắt đứt vận may. Hôm nay hãy cùng chúng tôi tìm hiểu xem trong tháng 1 năm Tân Sửu 2021 âm lịch của các gia chủ tuổi Mùi có được cát tinh chiếu đến hay không và cát hung nạp vận chi tiết của tuổi Mùi sẽ ra sao. Hãy cùng nghe những phân tích chi tiết của các chuyên gia phong thủy cũng như nghe lời khuyên xem các gia chủ tuổi Mùi nên làm gì để thành công và thuận lợi trong cuộc sống. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiện trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Quan tháng 1 âm lịch năm 2021. Tháng 1 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 và kết thúc vào ngày 29 tháng 1 âm lịch, từ ngày 12 tháng 2 đến ngày 12 tháng 3 dương lịch. Tháng này không phải là tháng có nhiều đen đủi đối với những người tuổi Mùi. Tuy nhiên, có một số ngày trong tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu 2021, những gia chủ tuổi Mùi sẽ cần phải chú ý. Thứ nhất là ngày âm lịch 11 tháng 11, từ ngày 22 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Tân Sửu. Đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 và mệnh chủ Đinh Mùi sinh năm 1967. Thứ hai là ngày âm lịch 23 tháng 1, từ ngày 6 tháng 3 dương lịch có nạp giáp là Quý Sửu. Đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 và Đinh Mùi sinh năm 1967. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Mùi. Trong ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Mùi trong tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 4 tháng 1, tức ngày 15 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Ngọ, cấu nạp âm là Sa Trung Kim. Thứ hai là ngày âm lịch 16 tháng 1, tức ngày 27 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Bính Ngọ, có nạp âm là Thiên Hà Thủy. Thứ ba là ngày âm lịch 28 tháng 1, tức ngày 11 tháng 3 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Ngọ, có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa. Đây là ba ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình để được hỗ trợ. Tổng quan tử vi tuổi Mùi trong tháng 1 âm lịch năm 2021. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp, xem tử vi tháng 1 âm lịch tuổi Mùi cho thấy sự nghiệp của bản mệnh thuận lợi thì ít mà bấp bênh thì nhiều. Thời điểm này, tốt nhất là bạn nên giữ tinh thần ổn định, lạc quan, tích cực, không nên bị những yếu tố bên ngoài tác động quá lớn, dẫn đến những hành động sai trái. Ngoài ra, bạn luôn bị tiểu nhân đeo bám, kẻ xấu lợi dụng lúc sơ hở để dìm bạn, cho nên công việc không được suôn sẻ, gặp hết chuyện này đến chuyện khác. Trong tháng này, người trẻ tuổi có thể cảm thấy hoang mang, bối rối khi nghĩ về con đường tương lai quá dài trước mắt. Tuy nhiên, bạn không nên vội vàng chạy theo bước chân của người khác,
bạn cần bình tĩnh lại, dành thời gian để suy nghĩ và đánh giá về chính bản thân mình, xem khả năng của mình nằm ở lĩnh vực nào, sau đó mới lập ra những mục tiêu, kế hoạch cụ thể. Tháng 1 là tháng rất gian nan và vất vả đối với những gia chủ tuổi Mùi. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, mang lại sự minh mẫn, sáng suốt và sự tĩnh tâm. Đặc biệt vật phẩm được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí, trừ phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Thứ hai, về mặt tài lộc. Do công việc không được tốt nên tình hình tài chính của bản mệnh có dấu hiệu đi xuống trong thời điểm tháng 1. Hơn nữa bản mệnh là người thông minh nhưng hay do dự, không quyết đoán nên dù cơ hội luôn có ở đó nhưng bạn không nắm bắt được, để mọi thứ qua đi một cách nhanh chóng. Vì thế đừng oán trách rằng tại sao người ta nên giàu còn bạn thì không. Thời gian này cũng không tốt cho những ai ham mê tiền bạc hoặc theo đuổi danh lợi với mục đích thỏa mãn sự tham lam của mình. Có nguy cơ bạn bị mất trắng, không còn cả danh lẫn tiền. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, trừ phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm còn giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hành thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Thứ ba, về mặt tình cảm. Tử vi tháng 1 âm lịch cho thấy chuyện tình duyên của bản mệnh có những chuyển biến tích cực. Bạn có thể mở lòng mình để sẵn sàng đón nhận những điều hạnh phúc mà cuộc sống đã mang lại. Bạn có thể gặp được một vài đối tượng triển vọng trong các buổi xã giao, tiệc tùng với khách hàng, đối tác hoặc trong các buổi tụ tập, bạn bè gặp gỡ. Vậy nên để kích hoạt đào hoa, người tuổi Mùi hãy sử dụng vòng tay tam giác khai vận. Vòng sẽ giúp chiêu mời quý nhân, giúp hóa giải mâu thuẫn, tăng cường mối quan hệ vợ chồng và cải vận tình duyên cho những người độc thân. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Theo dõi tử vi tháng 1 âm lịch của 12 con giáp về phương diện sức khỏe, tuổi Mùi không có gì phải quá lo ngại về sức khỏe. Thời tiết không phải là tác nhân gây ảnh hưởng tới bạn quá nhiều. Tuy nhiên người tuổi Mùi nên cẩn thận để tránh chấn thương từ những vật sắc nhọn và phụ nữ đang mang thai nên chú ý. Bạn cũng nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Ngoài ra người tuổi Mùi nên sử dụng pháp khí phong thủy tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát để kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, sức khỏe và bình an cho gia chủ. Tử vi của tuổi Mùi trong tháng 1 âm lịch. Thứ nhất, Đinh Mùi, sinh năm 1967. Vận thế của người sinh năm Đinh Mùi trong tháng 1 âm lịch lên xuống thất thường, khó có thể phát triển theo một phương hướng nhất định. Khi có cơ hội đặt ra trước mắt, không nên chần chừ do dự quá lâu mà nên tin tưởng vào khả năng của mình, dám chấp nhận thử thách để vươn tới vị trí cao hơn. Bước sang tháng 1 âm lịch, tình hình sức khỏe của bản mệnh không được như ý. Bởi công việc bận rộn, nhiều áp lực nên tuổi Đinh Mùi thường bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo cơ thể. Nếu không chú ý, có thể mắc các bệnh như đau lưng, đau vai do ngồi quá nhiều và ít vận động. Vì thế, người tuổi Đinh Mùi cần có thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, không nên lao động quá sức, ăn uống khoa học và có kế hoạch rèn luyện sức khỏe. Bản mệnh cũng không nên đi đâu xa một mình, cần chú ý an toàn giao thông. Đối với gia chủ tuổi Đinh Mùi thì tháng 1 âm lịch thật sự là tháng khá nhiều thách thức. Bạn phải gặp những thị phi, vận đen nối tiếp vận đen như mất đồ, mất tiền. Để hóa giải được điều này, các gia chủ có thể thay đổi bằng cách sử dụng pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo đã được khai quang, trì chú để kỵ tà, hóa sát, trừ phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Thứ hai, Kỷ Mùi, sinh năm 1979. Tháng 1 âm lịch không phải là một tháng quá thuận lợi đối với những người sinh năm Kỷ Mùi, đặc biệt là trong sự nghiệp. Bản mệnh thường phải chịu áp lực công việc lớn, có thể môi trường làm việc không tốt, xảy ra nhiều thị phi, cạnh tranh, tiểu nhân luôn rình rập bên cạnh, khiến bạn không thể nào tập trung vào công việc của mình, khó tìm được cơ hội để thể hiện khả năng của bản thân. Tình hình tài chính của tuổi Kỷ Mùi cũng không mấy khả quan, khó tìm được cơ hội đầu tư xứng đáng để định vị bản thân. Một số người có thể cảm thấy tiền đồ mờ mịt. Ngoài ra hãy cố gắng tận dụng thời gian để làm phong phú tri thức và nâng cao kỹ năng, giữ mối quan hệ xã giao tốt đẹp,
không nên nóng vội nhất thời mà nên chờ đợi. Những thời điểm thích hợp bởi vào khoảng thời điểm giữa tháng, vận thế của bạn có dấu hiệu đi lên. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, trừ phúc nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm có giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hành thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Thứ ba, tuổi Tân Mùi, sinh năm 1991. Bước vào tháng 1 âm lịch, vận thế của người tuổi Tân Mùi khá ổn định. Nếu muốn nâng cao hiệu quả làm việc thì bản mệnh cần dành nhiều thời gian để nghiên cứu và phát triển các kỹ năng cần thiết trong sự nghiệp. Không nên giữ thái độ hoành hoang, nghi ngạo, coi thường người khác mà nên khiêm tốn lắng nghe, học hỏi. Cảm xúc ổn định cũng khiến bản mệnh ít vướng phải những sự kiện tranh chấp, thị phi. Tuy nhiên, phương diện tình cảm không có nhiều khởi sắc bởi bản mệnh không dành nhiều sự chú ý đến vấn đề này. Để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc, những gia chủ tuổi Tân Mùi nên mang theo pháp khí, phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là pháp khí hiệu quả nhất hiện nay, có tác dụng kích con đường công danh và tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chấp thời cơ, nắm cơ hội thành công. Trên đây, chúng tôi đã chia sẻ với quý vị về vận trình tháng 1 năm 2021 âm lịch của các gia chủ tuổi Mùi. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.